ủa cái đang quay thưởng nè, đã đăng nè của chúng ta rồi, rồi đi xuống rồi nào, ok mọi người ơi. Bây giờ tôi sẽ là người biêu giỏi nhất nè. Thầy trái đất nào, trái đất này là của bố mày. Được rồi, mình sẽ cho thêm một cái mặt trăng vô, tại vì đây chính là trái đất. Được rồi, để xây trái đất lên nè, bự thiệt bự lắm. Được rồi, thì đất xây thì như những thử thách trước của mình á, thì mình đều có một cái lệnh để gian lận hết trơn á. Bây giờ mình sẽ dùng cái... Dạ, có gian lận gì không? Trời, hết thợ mình tôi gãi đây, ai chơi gì em? Ai không, nhìn qua đây cũng gọi là gian lận đó nha. Ok, gà này thiệt tình nó bắt đầu nó me mình rồi. Ok, bây giờ lệnh hôm nay của chúng ta sẽ là xét xét bút vẽ hãy cha. Đó, bây giờ trên tay của mình đây chính là một cái bút chì. Và bút chì thì liên quan gì để mà làm một cái xây đúng không các bạn? Các bạn đang nghĩ thế. Thì bây giờ thì đơn giản mình sẽ cho các bạn coi là bây giờ mình sẽ chọn một địa điểm ở đây đi. Được rồi, bây giờ mình sẽ vẽ thử cái trái đất nè. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cái hình tròn ở đây nè. Đó, vẽ nè, hãy cha. Đúng rồi, như vậy á, đúng rồi. Ok, trời. Ok, cho nó tròn lại chút nè, bên đây, như vậy đi, bên đây, như vậy, ok, ok. Ủa, bây giờ anh không biết mình có đúng phải cái hình trái đất rồi, ok. Tôi cũng đăng ra một chút nè, ok, vẽ đây chút, ok, cũng được. Ủa, trời ơi, sao mình bị lem ở bên đây chút rồi. Được rồi, chắc hình ra quả cầu vậy cũng được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu rồi đó, vẽ thêm vài chút đất ở bên đây nè, đó. Trời ơi, trên trái đất mà không có đất thì hơi kỳ vậy, chỉ gọi nó là trái nước cho rồi đi. Ok, rồi mình vẽ thì nó cũng không gọi là đẹp lắm nhỉ. Ok, như vậy, vậy nè, ok, rồi thêm trên đây chút nè đó. Rồi được rồi, bây giờ mình nghĩ là cũng xong rồi, đâu để mình thêm vài chi tiết nữa là ok à. Rồi đó là mình đã vẽ hay gọi là thiết kế vào cái trái đất rồi. Trời, nó nhìn cũng không có gì nào gọi là đẹp cho lắm nè, ok. Nhưng mà sau khi mình đã vẽ xong đó, thì mình có thể dùng cái lệnh này. Đó chính là xét xét xây hãy cha. Được rồi, ơi còn 5 phút nữa hoàn thành. Ôi trời, có nghĩa là mình phải làm sao để mà phá tụi nó nữa. Ok, mình phải đi phá những người khác. Để rồi mình sẽ câu thời gian cho bản thân. Được rồi, mình sẽ qua tô gà trước đi. Hồi nãy dám coi tôi. Ok, bây giờ tôi sẽ coi ông đang làm cái gì nè. Thằng gà nó đang vẽ gì á. Trời ơi, nó đang xây một cái trái đất. Ok, cái trái đất này nhìn cũng khá là nhỏ. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ vẽ lên nó vài thứ này, lát nữa nó sẽ biến thành hiện thực nè. Được rồi, mình sẽ làm cái này. Rồi, ví dụ cái đó là trái đất con gà đi nha. Thì bây giờ mình sẽ vẽ lên đây, đó chính là lava nè. Đó. Ok, mình sẽ bỏ lên nhiều là trời ơi, trái đất của tôi gà mà sao không có nước mà chỉ có lava thôi, hết kỳ. Ok. Được rồi, mình sẽ vẽ này, ok. Rồi, được rồi. Bây giờ thì mình dùng lệnh xây nè, hãy cha. Trái đất của tôi hình trái mặt trời rồi. Hay quá, mình đã cho tôi thành công rồi. Bên kia vậy? Cái gì? Ok, mình chạy qua chỗ chị Nabi có nào. Đây là của chị Nabi hả? Đây mình chúng ta nhỏ xíu đầy đủ luôn, không thiếu gì. Dạ, nhỏ xíu đầy đủ dữ chưa? Ok, bây giờ mình có cái mặt trăng trời. Ý, thế như thế nào nếu như bây giờ mình sẽ vẽ một cái trái đất của chị Na, là đây là tượng trưng cho trái đất của chị Na đi. Ok, kiểu vậy nè đó. Rồi sau mình sẽ xây chống để tượng trưng hơn nữa. Ok, một chút đất đây nè, tất đây nè, đó. Ok, rồi bây giờ coi như đây chính là trái đất của chị Na nha mọi người. Nhưng mà sau đó sẽ có một cái, đó chính là vô nguyên cái mặt trăng ở đây nè, nó sẽ đâm vô trái đất luôn để hủy hoại hết. Ha ha. Được rồi, thấy vậy cũng được á. Bây giờ thì mình sẽ xét xây hãy cha. Ủa, bây giờ mặt trăng nó biến thành thiên thần, bay vô cái bom bom. Trời ơi, đừng thấy đất của Gina còn chút rồi. Ok rồi, tội Gina quá thôi. Bây giờ mình đi qua còn phải là kiều Huy Đúc nè. Ui, trái đất của Huy sao cũng nó cũng lớn dữ vậy. Sao mình có ai đánh lại được chứ. Ui là trời. Ok, bây giờ nếu như trái đất thì sẽ có cái gì có thể gây nguy hiểm cho ta. À, người ngoài hành tinh. Được rồi, bây giờ mình sẽ vẽ một cái UFO cho Huy Nút nè. Được rồi, UFO thì nó sẽ vòng tròn một chút. Thì ok, mình sẽ vẽ cái vòng tròn ở đây nè. Ủa trời, có vài nét nó bị đứt cao. Okay, ok, để mình nói lại, nha. Đó. Ok, vẽ ra như thế này là đó. Ok, ôi trời ơi. Đó, cái vòng sẽ là vậy. Rồi sau đó mình sẽ thêm vô nè. Đó. Ok, đây sẽ là bên trong cái UFO nè. Được rồi, UFO này á thì nó sẽ có cái chỗ kính ở trên đây nè. Đó, thì mình làm nè. Rồi. Ok, cho nó cao lên, bự lên chút nè. Đó. Ok. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ xét và xây nè, hãy cho. Wow, đây rồi, UFO. Ok, giờ UFO ơi, thấy cái đất ở đó không, xâm chiếm nó đi. Ôi trời. Wow, nhìn nó băng cái ghê dữ vậy. Phá tiếp đi, UFO tâm phá cái trái đất của tôi rồi, trời ơi, đừng mà. Trời ơi, trời ơi, nó phá rồi. Đừng có phá cái đất của tôi mà.
Trời ơi, sao thành quả bô liên bô luôn rồi vậy trời ơi. Quả bô liên có hạ cái lỗ rồi mày. Ok, được rồi, mày đâu khác đi, đừng có phá gì quá, phá quá thì tội Huy á. Ok, bây giờ mình sẽ quay về coi cái công trình của mình đã được xây xong chưa nào. Xong chưa? Hoàn thành hả? Ui, ôi sao gì nó chi tiết hơn hả, mặc dù tao không phải hình cầu, bởi vì hồi nãy mình đâu có xây giống hình cầu đâu cho nên nó mới ra như vậy nè. Ủa có cây ở trên đây nè, có cỏ nè, có núi nữa nè, ui sau đó là có nam cực ở dưới nữa chứ. Ok tôi nghĩ cái công trình này sẽ ăn đứt tụi bên kia. Ủa hết giờ rồi, rồi mọi người chấm điểm nào, tập hợp lại là ổi cha. Bây giờ thiếu gì Nabi nó kìa, Nabi ơi nhanh lên nào, trời chậm kéo chậm thế. Rồi ok bây giờ thì quả tô gà chết nha, tô gà. Ok luôn. Okay, của tôi nè. Cái gì vậy? Nó bị cháy rồi. Cái này là do mình làm nữa mọi người. Cháy rồi. Ơi sao động lắm ba, cái đất mà tao phải cháy vô nhà. Tại vì tôi bị mặt trời nó xâm chiếm cái đất rồi. Trời xâm chiếm cái đất là sao vậy? Ơi, bây giờ mọi người chấm điểm coi nào. 5 điểm. 5 điểm. Ok, theo phong trào tôi sẽ cho 5 điểm luôn nha gà. Trời ơi. Cái gì mà cây, tôi nhìn xây cái đất mà không xây cái này cho 5 điểm mà còn tha. Rồi bây giờ tiếp tục theo. Dạ, tới với công trình của chị Nabi. Ủa, tên chị Nabi không có gì cho gà. Nó có 2 cục bây giờ. Mặt trăng quỷ hả? Sao? Trời ơi, mặt trăng quỷ. Ủa, có nghĩa nó phá gì còn nhiêu đây hả? Trời ơi, tội chị ta dữ vậy. Đúng rồi. Không điểm, không có xây gì hết. Không điểm, vậy không xây gì. Tôi cũng sẽ cho không điểm luôn. Rồi, chiếc bẫy này là do mình làm, tội chị nào. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tới công trình của Huy Núc bên nào. Qua Huy Núc. Qua tôi đi. Thấy bự á, nhưng sao có cái lỗ vậy? Tôi thấy cái này có xây á cho nên thôi mọi người chấm điểm thử nha. Vậy thôi cho 6 điểm là mừng lắm rồi đó. 5 điểm nha. Vậy tôi sẽ cho này khoảng 7 điểm bởi vì thấy nó cũng đẹp á, chứ có điều tự nhiên có 3 cái lỗ chuyện kỳ quá. Nhưng mà bây giờ mọi người, tại cái chỗ xây của tôi là công trình của tôi sẽ làm cho mọi người ngã mũ ra luôn. À, cái gì? Nhìn đi. Trời nhìn trái tim của tôi nè. Riêu rủng vậy. Này ông mình nói nhìn riêu hả? Này phải gọi là sáng tạo, nhìn nó sao ta như kiểu là hoạt hình chứ. Cái này chắc chắn không riêu rồi. Nó có gì mà hả? Cây luôn nè. Cây chứ có cây chứ. Đó. Nhìn ghê liền. Trời ơi này rất là đẹp rồi. Mọi người hãy chấm điểm cho tôi nào. Tao có thể xây như vậy được ăn gian đúng không? Tại ăn gian gì làm chứ ăn gian. Ok để coi. Thôi tôi gọi mọi người hãy chấm điểm đi nào. 10 điểm. Đừng quên bình luận ở dưới xem ta công trình của ai được xây đẹp nhất nha. Mà bây giờ thì chị Nabi không điểm cho nên chị bị loại rồi. Được rồi, phong 2 chủ đề anime. Ok, đơn giản là đi tới nào. Được rồi, bây giờ thì tôi sử dụng bút vẽ của tôi tiếp để mà có gian lận nè. Được rồi, bây giờ chủ đề anime thì chắc mình sẽ mình có nhân vật này rất là phù hợp nè. Đó chính là Doraemon. Được rồi, bắt đầu xây bằng cái bút chì của mình nào. Được rồi, chiếc tiên thì mình sẽ xây những cái mông vật. Làm gì vậy? Tôi đang thiết kế thì lát nữa tôi xây á, chứ có gì đâu gà. Nhưng mà trên tay ông đang cầm gì vậy? Cái này á, đây là bút chì. Chết rồi gà, nó phát hiện rồi nha các bạn. Bởi người ta dắt gian lệnh gà Huy đó. Bây giờ tôi cho ông cây bút chì của tôi nè đó. Ông tới ông im lặng nha, đừng có nói nha. Trời ơi, tôi bị bắt quá tan hơn nữa. Huy Túc biết thì chắc tôi thua luôn á. Nè, đây nè, đó, dùng đi. Chết trời, mình lỡ cho nó công cụ để mà nó lát nữa phải xây được nữa chứ. Ba, biết coi anh gã sẽ sử dụng nó như thế nào đi ta. Sao ta? Bây giờ mình sẽ vẽ hả? Con sao đi ra phiên bản tiến hóa nha, rồng lửa nè. Được rồi, vẽ nè. Ôi trời ơi, gã bắt đầu vẽ đi kìa. Mừng gã nó vẽ xong chưa vậy? Hãy cho. Ôi trời ơi, vậy vẽ đẹp quá vậy. Trời ơi, vẽ đẹp cái gì đó. Trời ơi, vẽ gì mặc dù xấu thì nó vậy sẽ ra cái công trình đẹp rồi trời. Nhưng mà cái này chắc mình phải làm sao đây. Trời ơi, bây giờ mình mất cái công cụ rồi, sao mình có làm được. Bây giờ mình sẽ phải từ từ đi lại. Sao mình sẽ lấy lại cái bút từ thằng tô gà nè. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cái thằng này thiệt tình chứ, để yên cơ. Trời ơi, nữa, cái thằng này nó nghĩ tôi lấy cái này.
Ok, gà nó chưa nhận gà đâu. Ok, mình sẽ quay về và bắt đầu mình sẽ vẽ thôi nào. Được rồi, quay lại nè. Hồi nãy mình sẽ vẽ tiếp con Doraemon chờ mà trước khi mà thằng gà nãy nó làm nhiễu mình á. Ok, bây giờ mình sẽ xây nè. Ôi, từ từ không được, không được. Vậy nè đó. Để build Doraemon lên chút nè. Ok. Đúng rồi, như vậy á, sao mình sẽ làm cho tay Doraemon lên đây nè đó. Cái đánh chào mình nè. Rồi sao bắt đầu build cái đầu của nó như thế này. Được rồi, vậy chắc là Doraemon đó. Ok, bây giờ có thể nhìn xấu nha, nhưng mà mình nghĩ là cái bút chì lát nữa mình sẽ nâng cấp là nó sẽ biết đây là Doraemon liền à. Ok, bây giờ thì mình chỉ cần nhìn nó, sau đó bấm lệnh xẹt xẹt xây hãy cha. Được rồi, đây nè, chính là Doraemon của mình á. Ui, nhìn giống hồi nãy cái bia đó, cái tay nó vẫy này nè. Ủa, ok, nhìn cũng rất là đẹp, nhìn rất là cute nữa chứ. Ủa, tiếng chuông này có nghĩa là hết giờ rồi mọi người. Được rồi, chúng ta hãy quay lại và chúng ta chấm điểm từng người đó nào. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chấm điểm tôn gà chứ đây. Ok, qua đây đi. Ủa, trời ơi, đây là cái gì thế gà? Đây là con rồng đen Darida phiên bản siêu cấp. Rồi nó lấy cái bóng chì của tôi mà. Biêu rất là mệt mỏi. Biêu cực lắm luôn hả? Gà hả? Đây cực kỳ cực lắm nè. À gãy biêu cực lắm hả? Nói lại cho tôi nghe, cái nói lại cho tôi nghe. Biêu cực. Đừng có mà giờ lỗi lắm. À gãy trời, nó nói dối này, nó không có. Nói dối không có chấp mắt luôn á. Chấp nè. Ăn này đi tao thôi, tất cả bây giờ chấm điểm anh nào. 9 điểm. Mình biết ăn này gian lận rồi nhưng mà thôi kệ, mình sẽ cho nó 9 điểm đi. Được rồi, đây là cô Huy Nóc nè. Ồ, cái gì đây? Hả? À, đây Goku thiệt à? Goku. Ok, nhìn cũng khá giống nhưng mà sao tóc siêu xe da gì mà nó không có to hay nó dài, nó nhọn gì chứ hơn vậy trời. Nhìn như cái tóc thường hay là tóc Goku bản Mỹ. Goku bản Mỹ vậy, thằng này thiệt tình chứ. Ok, vậy chắc chấm điểm hả nào? Tôi cho 6 điểm gì không to dài nhọn. Tôi sẽ cho 7 điểm nha, nhìn cũng không tệ cho lắm được coi. Bây giờ thì qua cái cuối cùng là của tôi nè mọi người. À, nhìn đây, Doraemon. Đó, nhìn kìa, cái mũi to hơn Doraemon màu đỏ đây nè. Cái miệng oh nó hẹp cho nó chơi, nhìn cũng te thiệt luôn chứ. Được rồi, mọi người chấm điểm đi nào. 9 điểm. Vậy trong này tôi với gà trùng điểm nhau rồi, nhưng mà Huy là người thấp điểm nhất nha. Ôi, nhưng mà các bạn ơi, các bạn chấm điểm trong này như thế nào thì đừng quên bình luận ở dưới nha. Giờ chúng ta tới vòng cuối cùng thôi. 1, 2, 3. Rồi, vòng cuối chúng ta sẽ là chúng ta siêu anh hùng kìa. Bây giờ siêu anh hùng thì mình chỉ có nghĩ tới một người đó, đó chính là người nhện đó các bạn. Được rồi, bắt đầu vẽ nào. Người nhện chúng ta sẽ chủ yếu là màu đỏ, cho nên mình sẽ vẽ như này với ok. Rồi để chân ở đây nè, đó ok. Rồi sao nó lượn qua như này, ok. Rồi sao người sẽ lên đây nè, đó ok. Rồi. Rồi sao ôi trời, này nhìn như chả khác như người que ta. Ok, làm tạo dáng chút này đó, cho cái tay nó hiện lên như này nè. Rồi sao bên tay cái này cũng y hệt vậy luôn đó. Rồi cái đầu sẽ như này. Sao mà nhìn như con khỉ vậy trời. Ủa nhưng mà này đều không biết phải người mà nhìn như cái cây vậy. Thôi được rồi, bây giờ thì mình chỉ cần dùng xẹt xẹt xây là nó sẽ hiện ra. Ok, xẹt xẹt xây hãy cha. Được rồi, trời ơi nhìn nè, người giỡn chúng ta là đây nè. Ok, nhìn rất là đẹp luôn á. Ủa rồi xong rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy tập hợp lại và coi ai sẽ người chiến thắng nào. Rồi ra tôi sẽ cho ông chơi trước nha. Giới thiệu xuyên thủng bông đây. Đây chỉ là đẹp buôn. Ôi trời, ông cũng xây một xíu anh hùng màu nổi hả tôi à? Ông xây ai vậy? Ủa mà bây giờ nó cầm hai cái súng nên nó chỉ ra là có thể hai cái kiếm đằng xa là ok. Nhìn cũng rất là đẹp á. Tôi sẽ cho cái này khoảng 9 điểm. Ủa, mà gái ơi. Dặn đó, vậy. Tôi với ông biết là mình đang gian lận nhau mà. Ừ ha. Ok, rồi bây giờ là của tôi, đó chính là người nhìn. Đó, nãy tôi nói là cũng sẽ màu đỏ thì đúng rồi. Thì ra ông gian lận cũng ghê ha. Được rồi, tôi cho ông 9 điểm để cho Huệ tôi đó. Ok, vậy là giọng này tụi mình hòa hả? Ơi, nhưng mà không sao, phần còn lại sẽ do những bạn fan ở dưới bình luận nha. Các bạn chấm điểm coi mình với tôi gà ai hơn ai thì hãy bình luận ở dưới. Bây giờ thì đó là xong thử thách xẹt xẹt bút chì của tụi mình rồi đó. Nhưng mà lần trước mình cũng đã sử dụng gian lận xẹt xẹt kính dị để thắng trong một thử thách rồi. Các bạn hãy bấm vào video đang hiện ở trên màn hình để xem nha. Từ giờ thì bye bye. Bye bye.